Bạn có đang xem video trên YouTube, Netflix, thấy nhiều cụm từ mới nhưng ngại chuyển sang tab từ điển, vừa mất thời gian, vừa gián đoạn mạch xem. Đừng để việc này cản trở bạn học những cụm từ mới hay và ý nghĩa. Bí kíp của mình chính là sử dụng eJoy Extension với các bước cực kỳ đơn giản. Bước 1. Tải eJoy Extension về Chrome. Chọn thêm vào tiện ích, ghim tiện ích lên đầu cho dễ sử dụng. Bước 2. Để tra cứu nghĩa cụm từ trực tiếp trên video, giữ phím Alt cho máy tính Windows hoặc Option cho hệ điều hành Mac và click vào từng từ trong cụm từ muốn tra. Thêm vào đó, bạn cũng có thể sử dụng tính năng AI Explain để nhận được giải thích chi tiết và minh họa về ý nghĩa của các câu thành ngữ, idioms khó hiểu. Bước 3. Thay vì tốn thời gian take note xuống vở, bạn có thể lưu ngay cụm từ vào sổ từ vựng Word Bank. Bạn có thể sắp xếp cụm từ theo chủ đề hoặc mức độ khó dễ để dễ dàng review lại. Sổ từ này sẽ được đồng bộ liền mạch trên web và cả ứng dụng eJoy trên điện thoại, hỗ trợ trải nghiệm liền mạch để review ôn tập hiệu quả. Bước 4. Ôn tập từ với trò chơi tương tác trong eJoy Pro Games. Bạn có thể ôn tập và củng cố từ vựng từ sổ từ vựng cá nhân. Bạn có thể trải nghiệm quá trình ôn tập một cách thú vị, giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và giữ lại thông tin học tập. Tuy chỉ là tips nhỏ thôi, nhưng đã giúp mình không những trong việc nắm bắt cụm từ vựng mà còn tạo ra một quá trình học tích cực và thú vị. Hãy dùng từ eJoy ngay và cho mình biết nếu bạn có bất cứ trải nghiệm hay câu chuyện thành công nào khi sử dụng eJoy Extension nha. Bye!